Thấy không? Cá quá dữ luôn nha, cá này bự lắm. Cá này bự mà đẹp nha các bạn. Quá đã luôn các bạn. Đây nè, mời chưa. Cá rô thằng con trai mình câu cá bự ghê các bạn. Đẹp lớn không? Quá đẹp luôn nha. Đây ra bể bãi bồi ngoài sông câu các bạn. Móc trước lỗ câu có không? Rồi mình đăng clip gửi đến các bạn xem. Cái bãi này nó không lớn lắm các bạn. Toàn là cỏ năng không. Ăn rồi các bạn ơi. Chạy nè mày, chạy nè mày. Ồ cá rô lớn. Ồ ồ đã không? Quá sướng. Con cá rô đẹp ghê các bạn. Ha. Cái chốt thả đi. Ủa, lượm hai cái rô là rộng. Nóng quá. Cái tay sao à? Ăn rồi các bạn ơi. Dính nè, đó chạy hả mày? Đó. Có rô. Rô ngon không à? Chỗ này nó hơi nắng các bạn ơi. Quá đã. Dính rồi các bạn ơi, dính rồi. Ô ô đã không? Rô nái các bạn. Nó ăn nó phình phao không à. Nó ăn nó phình phao mà nó không đi. Thấy không? Cá quá dữ luôn nha, cá này bự lắm. Cá này bự mà đẹp nha các bạn. Chỗ này nó bị cái ở dưới có cây á các bạn. Nó quào nữa. Quá to. Lại lâu lâu ăn được con thì cũng được. Cá này gan hơn á các bạn, gan tay hơn á. Cá này nặng lắm. Các bạn coi nè, nó ăn tới nóc luôn. Yeah.
rô. Rô đẹp ghê các bạn. Điên mới được. Quá đã luôn các bạn. Rồi, chút bự các bạn ơi, chút quá đã luôn. Ồ, cá lớn hả? Còn cá rô đã hả? Được rồi, đứng dở dở lên cho ba thấy thôi. Được rồi, đây đó, cá rô bự ghê các bạn ơi. Đó, quá đã chưa? Rồi đem đi qua đây luôn đi. Nghe cái ọt tôi tưởng nó cá nhỏ chứ. Nhậm luôn chứ nó lên mà. Ừ, cá rô đi nè. Ồ, mời chưa. Cá rô thằng con trai mình câu con cá bự ghê các bạn. À, đẹp lớn không? Quá đẹp luôn nha. Cái gì đây? Ồ, cá rô bự các bạn ơi, đã ghê không? Đúng rồi, đây có cá rô bự. Thấy đã chưa? Cá rô 4 ngón tay các bạn, bự quá bự luôn, đẹp nữa nha. Quan trọng là nó đẹp. À, mình xin kết thúc clip các bạn ơi. Nói chung là nước cạn nguyên ngày luôn các bạn. Sáng nó cạn tới 5 giờ là nước đứng nè. Thấy không? À, cá nó chậm ăn. À, có nhiêu mình đăng nhiêu. À, cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn clip sau. Bye bye.